ốp bắt cả tán. Hai hấp cái tay dính này kìa. Hấp này tươi quá anh chị Khánh. Ớt này cây ớt hiểm xanh nè. Con thấy không? Con thấy nó cái tái nó khác nha, cái tái ớt hiểm bình thường ha. Ớt này dài hơn. Ừ, nó dài. Nó nhọn mà nó cay hơn. Cay không? Cay chứ. Tí ăn rồi hả? Bữa em cắn thử nửa tái rồi nó cay muốn chết luôn. Thử nửa tái. Dì Hương thì nãy giờ dì Hương thấy rau giáp cá. Hay. Tốt quá là dì Hương. À, tốt, nó bò phủ thùng luôn nè Khánh. Cái này là không phân không thuốc. Chất lượng. Tốt quá vậy. Nó trong cái thùng. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Cá hôm bữa mấy anh Hùng nhau mua con cá đó, mỗi người rồi chia nhau, mỗi người một khúc vậy đó. Chứ một người mà mua con cá đó thì ăn không có nổi đâu, mà cũng không có đủ tiền để đâu mà ăn cá như vậy. Vì cho nên là mấy anh có cho mình một khúc chắc ba lớn vậy quá. Thì cái bữa nay á, mình về có mấy đứa nhỏ nè, có Yến, có thằng Tý với có thằng Di nữa. Có Quyền. Ở nhà mình Quyền hả? À, thằng Quyền nữa. Với ở nhà mình, cho nên là bữa nay mình sẽ làm cái hút cá, mình lấy hút cá đó mình nướng với ớt ăn cho nó ngon, nó thơm. Mời các bạn cùng thưởng thức. Mấy cây đu đủ, bữa hổm mình đi chợ mình mua về cho mẹ 4 cây. Mà nay bữa hổm mua có nó cao có như đây à. Mà nay nó tốt, mịt hết trơn ạ. Tại mẹ mình thả phân dê vô gốc cây á. Cái này thấy nó xanh, trời mưa xuống nay nó bự rồi, nó muốn có bông rồi. Bữa nay chủ nhật cho nên là Tí không có đi học, thằng Quyền cũng không có đi học luôn, qua nhà mình chơi. Đây là nấm, nấm này mình không biết tên, mình cũng không biết nấm gì luôn, nhưng mà cái màu của nó là cái màu nâu đen. Nó có hai loại, là một loại màu trắng phao à, một loại thì nó màu nâu nâu đen đen gì nè, mình không có biết cái tên nó nữa. Đây là chén ớt với tỏi, nãy giờ tụi nó hái lên được như đây luôn á. Có một cây ớt à, ôi thơm dễ sợ luôn kìa. Dạ ly thơm mùi nồng nồng. Đây là cái thước cá. Mình để vô đây một chút xíu muối trắng. Còn cái này là muối bình thường mình làm sẵn nè, muối này là muối tôm. Muối này rất là ngon. Nó chết cha, nhiều quá rồi. Đổ ra quá rồi. Muối này nướng mình ướp đồ mình nướng là ngon lắm, nó đậm đà vậy lắm. Khánh Vy ơi, con ở đây ngồi với mẹ nè. Con thưa ông bà đi, con thưa ông với bà đi. Nghe mùi gì không vậy? Nghe mùi ớt á. Nghe mùi ớt, mùi tỏi. Dạ mùi con muối. Mẹ. Con phụ mẹ nha. Dạ. Nhưng mà trước hết là con thưa ông bà đi. Giờ đây mình rồi con phụ mẹ. Con thưa đi. Rồi, 1, 2, 3, vô. Tốn luôn. Đi mất cỡ thôi. Đi với cô vậy. Cái gì vậy? Cái vậy đó con không cho con đụng nữa. Xíu nữa Bí Thư nha, chưa tỉnh. Chừng nào Bí Thư giỏi là Bí Thư nha. Rồi giờ con giỏi chưa? Chưa. Lên lửa chưa? Bữa nay Vy mới ngủ trưa. Mấy bữa trước mình nghe mẹ mình nói là Vy không chịu.
chịu ngủ. Không có chịu ngủ, chắc nóng nảy gì trong người á, không có thức hoài, không chịu ngủ thưa. Mà tối thì lại cũng thức hoài luôn, không khuya đang ngủ chị luôn. Khuya đây tin không? Con đang ngủ nè, cái nghe cái cửa gõ cọc 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 cọc. Con giật mình, cái con ngốc đậu dậy. Tại vì bình thường qua nó gõ cửa đó, là con hay thấy cái bóng nó đứng. Mà sao con nhìn lên con không thấy bóng nào hết. Cái nhà con nghe xù xì xù xì xù xì. Xù xì là gì? Nó lên đứng đọc qua. Cái con đâu biết đâu. Cái con cũng làm thinh nè. Cái con hồi con nghe cọc 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 nữa. Cái con nhìn lại cái bàn tay có chút xíu mà đứng con khúc mà ngồi là không biết con gì vậy con còn. Con còn giật mình luôn. Ừ, mở cửa ra cái nó Tương ơi, hỏi gì con? Con khát sữa mà bà ngoại không cho con uống sữa. Tôi cứ sữa cho con uống đi. Cái xuống thấy nó tính xuống hay sữa mà mẹ nó uống rồi đó. Tại nó kiếm chuyện, nó không chịu ngủ, nó kiếm chuyện vậy. Cái mẹ kêu lấy cái hộp sữa nhỏ đổ vào bình cho nó uống cỡ, cho nó uống không ai về làm giảm uống hết luôn. Cái lỡ khát sữa thiệt rồi mà không chịu đi ngủ nằm chơi với con Hoa thính. Hoa đang ngủ vậy cái bò anh đậu qua 4 giờ sáng hả? Sớm hơn 3 giờ tiền chạy vô lấy cái keo mỡ ủa cái keo dầu á. Dầu mà mình cháy hành á tiền, cháy hành phi á. Con đâu biết là sao. Có cái keo dầu hành cháy hành phi nó thơm dữ lắm. Mình bỏ vô trong đây một miếng ăn cho nó thơm. Mình bỏ miếng nước mắm với miếng hạt nêm vô đây nữa. Cháy ra miếng nước mắm. Cái này coi bộ chắc là cay dữ lắm. Trời ơi thơm thiệt luôn á. Cái muỗng gì xéo xẹo vậy ha. Được rồi. Nó thơm. Cái này là dầu hành. Dầu để mình cháy hành mà bình thường mình để á. Bạn có kho cá, kho thịt gì cái lấy ra miếng á. Kho cho nó thơm. Vô đây miếng hạt nêm nữa. Cái chuyện khó nha nha con. Sao không được Rồi, từ từ, để từ cái ướp cá nó thấm bắt đầu mình ấy rồi khỏi để cho nó ngấm từ đi coi. Không sao đâu. Giờ mình ướp cá luôn. Mình để nguyên cái cùi ớt nhìn cho nó ngon. Loại cá này mình làm cái món là cá nướng với ớt mà. Vàng nghiêng qua đừng có khánh nghĩ con nghiêng qua cái này đi ngon nha. Nghe thơm chưa? Nghe thơm không? Thơm mùi tỏi, thơm mùi dầu. Hồi nãy trong đây mình có để tỏi nè, rồi cái dầu mình bỏ vô đây cho mình nướng cái miếng thịt cá nó đừng có bị khô quá. Hồi nướng là phải ăn hết nhiêu đây nha. Không được bỏ chạy nha con. Dù có cay đến mấy à. Dù có cay đến mấy cũng không được bỏ chạy nha. Nãy mình bỏ chắc cũng mười mấy trái ớt. Mà cái muối ớt, muối tơ mình làm á là nó đã cay rồi á. Mà mình còn bỏ thêm mười mấy trái ớt cay này vô nữa. Ăn rồi hết hè luôn. Cá hồi nãy giờ mình ướp nó cũng thấm rồi. Thương bà hơn chú. Dạ con thưa ông. Dạ hơn bà hơn chú. Dạ hơn chú. Dạ. Dạ hơn chú. Dạ hơn chú. Dạ con thưa ông. Dạ hơn ông. Dạ con thưa bà. Dạ hơn bà. Rồi con mới gió đi.
gió lại, mi gió lại. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Không vơi vãi con cái này. Con nhớ ông bà lắm. Con nhớ bà hôm bà. À, con nhớ bà Nga. Con nhớ bà dạ. Gì? Gì con nói gì? Con muốn ăn kẹo hả? Ai cho con ăn? Tư. Mẹ đâu có cho đâu. Tư. Tư có cho không Tư? Con xin mẹ đi. Xin sao? Con không biết làm. Con xin mẹ ăn sao? Con xin mẹ. Găng đó cô phải chặn lát mẹ luôn. À bây giờ đi nướng cá ăn nè. À. Heo nè. Vô. Heo nè. Ủa ai chạy xe vô nhà nghe tiếng mẹ. Dạ có. Thơm quá. Dạ. Thơm quá. Thơm không? Thơm quá. Thơm quá. Vì có mẹ Tư nè. Cái này dở không? Hả? Dở không? Được không, làm sao con? Dạ ăn được. Được, được, ăn được, nhưng mà chút chín mới ăn được nha con. Dạ mẹ. Ừ, giỏi quá. Bi dạ, lại đeo cỡ mẹ đi nè. Bi lại đeo cỡ đi nè mẹ nè. Không quả con sợ trái con lắm. Con sợ trái con lắm hả? Ừ. Hả? Ừ. Chị Hương ơi, ngon quá chị Hương. Ừ. Chị Hương lại đi ngồi chơi. Lại đây ngồi thử cái mùi thơm để hồi nó bay hết. Thơm không Quyệt? Thơm. Nghe mùi thơm giống lạp xưởng. Đỡ nghe mùi nồng luôn á. Ngon chưa? Giờ nó y chang thịt heo. Ủa Khánh hồi nãy nó tương như vậy. Dạ không, nó nớp nước mắm. Ủa cái này là cái gì chị Khánh? Với muối ớt. Cái gì vậy? Cái tị hay gì của nó rồi. Cái thịt của con cá này nó nó săn lại y như là thịt heo hết gì hơn. Ừ. Nó săn lại luôn. Thì cái da nó dày á. Ừ. Ngon ghê luôn á. Dày nhất à. Có thịt không? Có một cái xương nó chút. Cái này bỏ giữa. bỏ nhân thịt nhuyễn vô. Thôi hết thôi, bánh bao cá. Bánh bao cá à? Cá ngoài à. Bánh bao cá như thịt. Nó chảy nước ra. Chảy mỡ hay gì hơn mỡ. Tại vì cái da nó ngoài mỡ không thịt. Quy lại coi nha, lại coi nè. Ê, Vy nè, Quy qua đây nè. Quy qua đây với mẹ. Thôi đi sau lưng Tư nè. Đi. Con chạy lắm rồi. Giờ hơi lạnh rồi. Thôi mình ngồi đây ha. Mẹ ơi, con chạy lạnh lắm. Con thở phỏng lắm hả? Mẹ con ngồi sau lưng mẹ đi nha. Mẹ sẽ bảo vệ cho con. Nha. Nha. Mẹ sẽ bảo vệ con đi nha. Biết thương mẹ không? Biết thương mẹ sao? Mẹ ơi. Mẹ ơi con ăn ớt đâu con sợ cay lắm. Vậy hả? Mà cái này mẹ sợ cay nè. Không có. Mẹ ăn đi. Ăn đủ có. Ờ mẹ ăn ha. Biết ăn không? Không, con đỏ ớt chín vô cái răng con lắm. Ờ, à, sợ ớt chín vô cái răng của con hả? Ừ. Rồi ớt chín vô răng con rồi con bị gì? Con bị bỏng. Thì bỏng hả? Ừ, con bị bỏng con cái nó tối ăn cái răng của con. Ờ, vậy hả? Ừ. Con hát bài cho ông bà nghe đi. Thôi, con đưa. Con hát con bà nghe dù. Giờ con hát lại bài để cho ông bà nghe, bữa hổm con đi học á, cô dạy con sao? Không có đâu. Đi vô nhà nha. Vy ơi, Vy. Vy. Thôi Vy không chơi từ đó. Tập thể dục buổi sáng sao?
hít thở sao? Con cào cào. Bấp bấp bấp. Hồi nãy giờ là mình tưởng đâu cá nó ra nước, ai ngờ không phải, con cá này nó ra mỡ. Cá gì mà rút nước kỳ cục mà. Mỡ, xèo 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 đó. Mỡ nghe xèo xèo. Cái thịt cá nó săn lại mà nhìn nó ngon lắm. Ngồi đây nghe nó thơm dữ, nó thơm. Không biết mình ướp có vừa ăn hay không, hay bị mặn nữa, mình cũng không biết nữa. Vy ơi, ở chơi mẹ nè. Vy đâu Vy? Hả? Ê, con lại đây đi mẹ chơi. Vy mới, tắm đi, mặc đồ đẹp đâu, đem lại tôi coi coi. Đâu, đẹp luôn Vy, đâu đi. Mẹ đi chưa tắm mà. Ủa vậy hả? Vậy nãy bà ngoại hai đầu chứ chưa tắm hả? Ủa cái áo này ngẫu rồi ta, sao nó có một bên này vậy đây? Hả ngẫu cái gì? Cho con mượn cái đó đi. Có bà ngoại của Nhật la đó. Không phải La Bi. Không phải La Bi, là Nhật đó cơ. Là Nhật. Là ông ngoại Nhật. Cha bạn Nhật hả? Ừ, là ông ngoại Nhật. Giờ nướng nấm, nấm chín nữa là cá ăn được rồi. Rồi đó cho quý. Rồi, rồi, rồi. Này, mẹ ơi, con làm dâu á. Đây là nấm. Nấm thì ăn ngọt. Rồi rớt lỗ cơ, lỗ hở. Chín nó ra rồi. Coi cây Huy kìa. Gì vậy Tư? Giỏi thấy ghê không? Thơm quá. Tới chín rồi Huy mới lại quạt đó. Cảm ơn Huy nha. Sợ không? Mẹ ơi ăn luôn mẹ ơi. Ngon rồi mẹ ơi. Còn đây không? Cảm ơn Vy nha. Bữa nay Vy chia đũa luôn. Muối ớt tây ninh này. Này cái này cái này hả, chấm với lại ăn với dưa leo vào giúp cá cái này nè. Cái nào đây hả? Sĩ Huy hả? Huy cái ơi, gót 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 nấm đâu rồi? Đừng, đừng từ từ con, chị Yến đây nè nè nè. Ý. Còn không chiếc nữa. Cảm ơn Vy nha. Chị ơi là giỏi quá. Đây mẹ cho Quyền miếng bự nè. Cái này của ai? Ai? Miếng bự nè Quyền. Cái này của ai? Này của chị Tư. Cái này tháo này. Ừ. Thôi. Mời tất cả các bạn. Chị đi đại đây. Mời cả nhà. Cái gì hơn? Con Huy. Ở đây ăn hả? Con hả? Huy có ngoan không? Huy có. Huy có ngoan, Huy thưa ông thưa bạn cái nữa đi. Thưa sao? Huy thương bà rồi. Ờ à, vậy hả? Vậy thôi giờ đi xuống trong bà nghe đi. Rất khỏe ha. Mới bay ra nhỏ thì rất mẹ cánh nè. Rất mẹ cánh nè. Con cào cào có cánh cào cào hả?
Rồi mẹ ăn đi mẹ. Con hát lại cho mẹ nghe, mẹ hay nghe không rõ. Ăn thử ngon không? Ngon, ăn được không? Ăn thử cái hơn luôn. Chị Hương ăn thử gì không? Lạc nhất đâu gì đâu nữa ăn. Không có cay nhưng mà nó nghe, nghe cái mùi ăn không được. Cái mùi nó ăn không được. Nó lạc lạc các bạn. Ừ, phải chấm ăn mới được. Chấm ăn mới được. Mà nó giống như có mùi men á. Chấm ăn mới được hả? Có nè. Ừ, có thì là con chấm ăn rồi. Chấm thử mới hết. Cay lắm. Ừ, thôi. Ơi, có ăn thịt gà. Ăn này hả? Con cá này nó dai dai giống như con cá. Cái này mẹ. Cái này là cá. Cái chạch đi hả? Ha. Để mình ăn thử cái thịt cá này thử coi ra làm sao. Thấy nó bự quá thì bự. Ngon quá. Miếng dai ngon lắm. Miếng dai nhất à? Nó dai mà nó dẻ mà nó có cái sớ sớ. Nó béo nữa. Bự nữa. Nó béo. Nãy nhớ mỡ xèo xèo hả? Nhớ mỡ luôn đó. Cái gì vậy? Cái này là chiên không hao mỡ nè. Mỡ ra không. Mỡ mà nhiễu xuống than, than cháy luôn à. Còn đây là cái da của nó nè. Chết rồi nè. Mình ăn thử cái da. Giờ mình mới ăn lần đầu tiên mà nó bự vậy luôn. Khi ăn á thì mình thấy là mình ớt nó cũng vừa ăn. Vừa ăn phải không? Vậy không? Vừa ăn. Mình ớt thì nó cũng vừa ăn hết. Nướng thì nó cũng ngon, ăn thì nó cũng không có tanh. Không có tanh. Thịt nó dai, nó dẻ, mỡ nó nhiều, thịt nó mềm, nó không có cứng, nó không có dai nhách cắn ra. Cái da của nó dẻo mà nó mềm, nó dai dai, nó ngon lắm. Thì mình nghĩ là chắc là ăn con này nhà mai mốt cũng không có đâu ăn, tại vì người ta cũng không có bắt được nhiều, không có ai bắt được hoài mà cũng không ai có được hoài như vậy. Cái này là hên lắm mới được ăn á. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại.